cách xa tháng năm học trò, còn nhớ ngày chia tay ấy buồn. Ngoài sân vườn rơi hồng trắng kỷ niệm, chợt nhớ về những ngày xưa đã xa. Và hôm nay chúng ta đã quay trở về. Bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn. Trở lại nơi chốn ấy, từng năm tháng chợt hiện trong ký ức. Về xưa đó mãi mãi bay xa. Chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa, ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta ở nơi chốn ấy. Bao bản thân khi xưa bên nhau, giờ đây còn lại mình ta. Về những thơ ấu kỷ niệm đã xa từ lâu, giờ còn nụ hồng khi xưa ta tặng bạn em trong tràng. Mọi người, mình là Vân Anh, mình là lớp học lớp 9A, niên khóa năm 1995-1999. Và thực sự là sau khoảng thời gian 25 năm mình ra trường, thì sau khi mình quay lại mình cảm thấy rất là xúc động và được gặp lại thầy cô, bạn bè cùng tất cả với các bạn cùng trang lứa với mình. Thực sự là đó là một niềm tự hào và một cái cảm xúc rất là khó tả sau khi mình được quay trở lại trường. Mới thực sự ra thì cả một cái quá trình mà 25 năm mình quay lại, mình gặp được thầy cô và bạn bè, điều đó là một sự gọi là rất lớn đối với tất cả chúng mình. Và mình gặp lại được thầy cô, bạn bè, tất cả mọi người đều là thành công, đều là khỏe mạnh, thực sự là rất là vui. Và mình chỉ có hy vọng là sau nữa, những cái khoảng thời gian nữa, thì mình sẽ được quay lại mái trường này, nhìn thấy thầy cô, nhìn thấy bạn bè, được tất cả mọi người đều có thật khỏe, thật hạnh phúc và thật là sự là vui vẻ trong cái ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người. Tháng chợt hiện trong ký ức. Đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời. Cùng bao cánh hoa phương rơi ngập đầy nắng vàng. Và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy. Bao bạn thân khi xưa bên nhau, giờ đây còn lại mình ta. Nhưng giờ đây xa nhau mất rồi, bạn thân ơi chớ quên. Xin được chân thành chào đón quý thầy cô giáo cùng với tất cả các anh chị, các cậu học sinh của niên khóa 1995-1999 trường Trung học cơ sở Quảng Họ đang cùng có mặt với chương trình lễ kỷ niệm 25 năm ngày ra trường. Chương trình được diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thay mặt cho ban tổ chức, xin được gửi lời quý thầy cô cùng với toàn thể các cậu học sinh của khóa lời chào đón nồng nhiệt, lời cảm ơn và kính chúc cho mọi người sẽ thật nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống. Thưa thầy cô giáo, kính thưa toàn thể các bạn cùng sĩ sinh hóa của chúng ta, cùng sĩ sinh viên, cùng các học sinh của học viện, các học sinh của chúng ta, các học sinh của chúng ta, các học sinh của chúng ta, các học sinh của chúng ta,
mà chúng không cũng nhầm lắm và sức sống để được nhân trong các bạn thẳng các bạn điều chúng không còn là từ người đời đến chúng sức khỏe chúng thầy cô giáo chúng tôi bạn là những chúng quá đủ những gia đủ những mơ trong ngày hôm nay trong ngày ấm áp của tình bạn thân. Ngày xưa phương rơi đầy sân, đàn ca hôn tôi nhẹ lưng, biết đâu mà đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim mình. Bài thơ để khi hồ khó thể hồ hồ đỏ dương. Lời ca 25 năm về trước, năm 1999, giữa mùa hè trao nhau còn đẹp mãi cho bạn cho tôi. Baby, you know.
nâu